Frank Lampard, cái tên gợi lên rất nhiều ký ức đẹp của cổ động viên Chelsea. Anh là một công thần tận tụy và là biểu tượng bất diệt của câu lạc bộ khoác áo màu xanh thành London. Ở sân Stamford Bridge, câu thần chú Frankie được hô vang mỗi khi đội nhà lâm vào thế bế tắc. Bởi lẽ cho dù toàn đội đã bỏ cuộc thì Frankie vẫn ở đó, chơi với hết khả năng của mình, lầm lũi tiến lên và truyền lửa cho cả tập thể. Dù người mang băng đội trưởng nổi tiếng nhất ở Chelsea là John Terry, nhưng ở một khía cạnh nào đó, tầm ảnh hưởng của Lampard còn lớn hơn như thế. Anh là người không thể thay thế ở tuyến giữa với thể lực phi thường và tư duy chơi bóng vượt trội, không phải mẫu cầu thủ dữ dằn. Thi đấu như thể ăn tươi nuốt sống đối phương kiểu như Rogan hay Gattuso, Frank Lampard vẫn làm cho tất cả mọi người dõi theo anh phải thừa nhận. Anh thật sự là một chiến binh trên sân cỏ. Lampard sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống bóng đá sâu đậm. Bố anh, ông Frank Lampard Senior là cựu cầu thủ West Ham và sau đó lên làm trợ lý huấn luyện viên thời điểm Lampard còn gia nhập West Ham. Lampard còn có một người chú nổi tiếng là Harry Redknapp. Năm Lampard gia nhập West Ham thì Harry Redknapp chính là huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Có thể thấy, xuất phát của anh thuận lợi hơn rất nhiều những cầu thủ khác và Lampard đã không uổng phí bất kỳ một cơ hội nào trên con đường trở nên vĩ đại. Có những nền tảng hậu thuẫn phía sau cực kỳ vững chắc, bản thân Lampard không muốn vì thế mà mình được thiên vị, mà anh chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng anh đã cố gắng đến như thế nào. Trong mùa đầu tiên đá chính cho West Ham ở mùa giải 95-96, Frank Lampard chỉ được ra sân 2 trận. Những mùa sau đó, số trận anh thi đấu được tăng dần. Có thời điểm anh được Swansea mượn nửa mùa, và tới mùa 97-98, anh có tổng cộng 42 lần ra sân tại mọi đấu trường, tức là chỉ cần 2 mùa giải. Lampard đã thực sự chứng tỏ được vị trí của mình trong một đội bóng thi đấu ở môi trường đỉnh cao như Premier League. Một thành quả thật phi thường cho chàng trai chỉ mới 20 tuổi. 3 năm tiếp theo chơi bóng cho West Ham, anh nhanh chóng vươn mình để trở thành một tên tuổi nổi bật nhất giải đấu xứ sở sương mù. Mùa 2000-2001, Redknapp rời West Ham. Ông bố của Lampard cũng rời đi, và không lâu sau đó anh cũng khăn gói ra đi. Rời khỏi West Ham là rời khỏi câu lạc bộ anh yêu mến từ bé và điểm đến là Chelsea. Đó là một canh bạc của cả cuộc đời. Sau đó lịch sử của bóng đá thế giới đã cho người ta thấy, quyết định khi đó của Lampard là hoàn toàn chính xác. Trong đội hình của The Blue, Lampard ngay từ khi đặt chân đến đã là một phần tối quan trọng trong các sơ đồ chiến thuật. Anh thi đấu liền một mạch 53 trận ở mùa đầu tiên và ghi được 7 bàn thắng. Năm 2003, gã tài phiệt người Nga Roman Abramovich toàn quyền sở hữu Chelsea và vung tiền mang về những bản hợp đồng lớn, biến Chelsea trở thành thế lực thực sự ở ngoại hạng Anh và cạnh tranh song phẳng với các đội bóng có truyền thống lâu đời để rồi kéo đến thời kỳ thống trị của Big Four. Nhưng cho dù Roman Abramovich có đem về nhiều bản hợp đồng lớn đến đâu đi chăng nữa, thì bản hợp đồng thành công và quan trọng nhất lịch sử của The Blue vẫn là Frank Lampard. Ở sân Stamford Bridge, vị trí của Lampard là bất khả xâm phạm. Anh không phải là cầu thủ nổi bật nhất trên sân nhưng luôn là người thi đấu hiệu quả nhất và cống hiến nhiều nhất. Chẳng nói đâu xa, biệt danh người không phổi đã nói lên tất cả. Bền bỉ, luôn tràn ngập năng lượng. Trên sân Frankie là cầu thủ không bao giờ ngừng chạy cho dù đồng hồ đã điểm đến con số 90. Anh cũng là một trong rất ít các cầu thủ không dính chấn thương nặng làm ảnh hưởng đến nhân sự của đội bóng. 62 trận không nghỉ một giây nào và mỗi trận trung bình chạy 12 cây số. Nếu thay thế Lampard bằng một cỗ máy, có lẽ cỗ máy ấy cũng phải thúc lên những tiếng than mệt mỏi. Và trên đời này chắc cũng chỉ có mỗi mình Frankie mới có thể thi đấu ở một cường độ khủng khiếp như thế. Lampard ngay từ nhỏ bị cho là yếu kém về tốc độ. Anh đã nghiên cứu rất nhiều những cầu thủ chạy nhanh và đưa ra một nhận xét. Những cầu thủ chạy nhanh thường không được thông minh cho lắm. Với Lampard, anh không việc gì phải chạy thục mạng để đuổi theo quả bóng. Bởi lẽ nếu đi trước đối phương một bước và giành lấy quyền kiểm soát thì chẳng cần làm điều vô nghĩa như trên. Thế là anh rèn luyện cho bản thân mình một tư duy chơi bóng cực kỳ khác biệt mà khắc phục được hoàn toàn mọi điểm yếu của bản thân. Lampard ghi bàn rất nhiều, thống kê đã chỉ ra anh là chân sút vĩ đại nhất của lịch sử Chelsea. Dù thi đấu ở vị trí tiền vệ, anh không có kỹ thuật cá nhân siêu hạng kiểu Ronaldinho, Ruben, cũng không có tuyệt chiêu xử lý bóng theo cách dị thường như Ibrahimovic. Nhìn về anh, người ta chỉ thấy mọi kỹ năng của anh đều ở mức cơ bản, nhưng cái cơ bản đó càng làm anh trở nên vĩ đại. Bởi lẽ anh đã chứng minh một cầu thủ có thể đạt đến cảnh giới cực cao chỉ cần làm cho thật tốt những điều cơ bản nhất theo một cách hiệu quả nhất. Tờ Daily Mail từng giật tích, anh ấy ghi bàn nhiều hơn Paul Scholes, kiến tạo nhiều hơn Steven Gerrard và được Ronaldinho khen ngợi. Frank Lampard là cầu thủ người Anh vĩ đại nhất trong thế hệ của anh ấy. Nhận xét ấy hoàn toàn không hề quá lời, bởi đối chiếu theo những con số khô khan thì điều ấy hoàn toàn đúng.
Còn về lời khen của Ronaldinho thì sao? Năm 2006, Rô vẫu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm đó. Chẳng có một đội bóng nào trên thế giới có thể ngăn chàng trai đến từ xứ sở Samba nhảy múa. Ngày lên nhận danh hiệu quả bóng vàng, Ronaldinho cho biết Lampard là đối thủ lớn nhất mà tôi từng gặp trong suốt sự nghiệp. Năm đó, Lampard về nhì trong cuộc đua giành quả bóng vàng. Đến năm 2015, Lampard chỉ thua David Beckham một tí xíu trong cuộc bầu chọn gương mặt tiêu biểu của bóng đá Anh thời hiện đại. Có thể thấy, tầm ảnh hưởng và tài năng của Frankie chẳng hề thua kém bất kỳ danh thủ nào trải dài suốt chiều dài lịch sử của làng túc cầu. Trong thế giới bóng đá có rất nhiều những cầu thủ sẵn sàng khoe khoang tài năng, chảnh chọe với những danh hiệu mà mình có. Họ có thể chỉ là một tài năng mới chớm, được mua về với giá trị cao ngất ngưỡng, nhưng chỉ chăm chút vào hình ảnh của bản thân. Thậm chí chính Cristiano Ronaldo còn cho rằng, kiếm nhường là ngu ngốc, bạn cần phải thể hiện giá trị của bản thân và cho thấy tất cả thấy được tài năng của mình. Một lần nữa, Frank Lampard lại chứng minh một điều gì đó theo hướng ngược lại. Anh rất thành công, vô địch Premier League, đoạt được nhiều chiếc cúp lớn nhỏ khác nhau, từng nhận lương cao nhất Premier League, công phá hàng loạt kỷ lục của chính Chelsea lẫn giải ngoại hạng Anh và được xướng danh không biết bao nhiêu lần tại các giải thưởng. Nhưng Frankie vẫn cứ bình thản với cuộc sống. Hình ảnh của Lampard từ lúc khởi nghiệp đến khi chính thức từ giã bóng đá vẫn cứ như một. Mái tóc ấy, gương mặt ấy, dáng chải ấy, tư thế xúc ấy, tinh thần ấy cứ mãi giữ nguyên theo thời gian. Anh chẳng cần phải chăm chút bản thân để cho mình trở nên nổi bật mà cứ giản dị, từ tốn, gương mẫu trong suốt sự nghiệp. Có một lần cầu thủ trẻ đã vô tình va chạm vào xe của anh trong bãi giữ xe. Chiếc xe bị móp méo, còn chàng trai trẻ thì tim đập liên hồi vì nghĩ đến khoản tiền phải đền bù. Nhưng trong một cái nhíu mày, Lampard để cho mọi chuyện trôi qua mà không hề truy cứu. Thật chẳng có điều gì có thể chê trách về con người của Frank Lampard. 211 bàn thắng cho Chelsea, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Nhưng những đóng góp của Lampard không chỉ dừng lại ở đó. Nguồn năng lượng vĩnh cửu từ anh đã cống hiến cho The Blues 648 trận trên mọi đấu trường và mang về phòng truyền thống những chiếc cúp cao quý nhất. Ngày anh xuất tung lưới đội bóng cũ khi khoác áo câu lạc bộ Manchester City cũng là ngày mà anh đã cứa một vết sâu vào tim của các cổ động viên sân Stamford Bridge. Nhưng họ không thể trách anh bởi vì họ biết đó là định mệnh. Đó là điều mà một cầu thủ mẫu mực từng làm. Và họ cũng biết đâu đó trong tim anh cũng đang nhỏ những giọt lệ đau đớn. Hình ảnh Lampard ngửa mặt lên trời sau khi ghi bàn có lẽ là hình ảnh mà chẳng có một ai theo dõi Chelsea có thể quên. Dù đó là Lampard trong màu áo xanh nhạt của gã hàng xóm thành Manchester. Ngày mà anh chính thức chia tay giải đấu xứ sở sương mù, người ta lại cảm thấy thiếu đi thứ gia vị đã tạo nên sự hấp dẫn của giải đấu này trong gần 20 năm liền. Cái tên Lampard không còn được xướng lên nữa. Người ta mới nhận ra sự quan trọng của anh đối với sự hấp dẫn của cả một giải đấu. Dù rằng hình ảnh của anh trên sân dễ dàng hòa lẫn vào những cầu thủ kém tên tuổi khác. Với bàn thắng ghi vào lưới Chelsea ở trên, Lampard đã đặt thêm một kỷ lục đặc biệt nữa khi đã xé lưới tổng cộng 39 đội bóng ở giải ngoại hạng Anh. Một kỷ lục mà có lẽ chỉ có một cầu thủ bền bỉ đến kinh người như Lampard mới có thể làm được. Frank Lampard, cái tên đã để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp giờ đã là huấn luyện viên. Thử thách lớn với Derby County và đạt được thành quả là giành quyền vào chơi trận chung kết play-off giành vé thăng hạng lên Premier League. Frankie từng bước khẳng định tài năng của mình trên băng ghế huấn luyện. Sau đó, ông tiến tới chiếc ghế chỉ đạo của câu lạc bộ Chelsea, nơi đã tỏa sáng một thời. Hiện giờ ông đang dẫn dắt câu lạc bộ Everton từ khi rời Derby County. Có vẻ như việc dẫn dắt một câu lạc bộ lớn ở Premier League chưa suôn sẻ với ông, nhưng chúc anh thuận lợi hơn trong thời gian sắp tới trên cương vị là một người thuyền trưởng. Frank Lampard vĩ đại, điều đó đã được kiểm chứng bởi lịch sử của Premier League. Không nhiều người đạt đến thành tựu như anh. Anh không phải là một cầu thủ nổi bật xét trên mọi khía cạnh nhưng luôn là một người hoạt động miệt mài nhất. Bản thân Lampard đã là một chuẩn mực để bất kỳ một cầu thủ nào cũng có thể noi theo cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh ra đi là mất mát cực kỳ lớn cho Chelsea. Bởi đã nhiều năm trôi qua, vị trí ấy chưa ai có thể trám vào một cách trọn vẹn. Chuyên nghiệp và đậm tính cống hiến, Lampard luôn biết cách để bất kỳ ai cũng phải ngã đầu kính phục. Hãy chúc cho anh tiếp tục thành công trên con đường sự nghiệp bởi lẽ sau tất cả những gì anh đã cống hiến, anh xứng đáng có được những lời chúc đẹp đẽ nhất.